Ở bài chia sẻ này tôi hướng dẫn các bạn cái cách đăng ký tài khoản spartport. ở đây là tôi sẽ đăng ký ngay từ đầu và mới tinh luôn để các bạn theo dõi là nếu mà các bạn có một cái tên miền đó, có một cái domain rồi đó thì cái việc chúng ta đăng ký spartport rất là dễ. rồi địa chỉ spartport com các bạn để ý ha spartport com. đó tôi dùng lớn để các bạn thấy đó cái chỗ chuột chấm nhấp. đây đây. đây là trang chủ của nó này. đó tôi dùng lớn một lần nữa ba chữ V chấm com đây là cái dịch vụ để làm cái SMTP server rất là hay đó. À, ok tôi bấm vào giá để cho các bạn xem đó giá 9 đô là 49 đô là 124 này kia ở dưới đây là các cái tính năng của nó đây đó, nếu mà chúng ta gò dùng được các gói trả phí thì rất là tốt đó. đó. 50.000 150.000 email thì một tháng thì nó cho chúng ta được à, 100.000 email đây, tôi bấm một chai free à, thử nghiệm cái sản phẩm mà miễn phí trước rồi tên first name last name mà tôi nhập vô rất là bình thường thôi chả gì đặc biệt cả đó, email đây thì tôi lấy cái email công việc của tôi đây đó liên hệ a trên mắt các bạn để ý đã. còn làm sao có được email đó rất là dễ thôi tôi dùng Zoho thôi rồi đây là cái mật khẩu tôi nhập vào mật khẩu ở đây mật khẩu của cái spotbot nhé rồi bấm create account tạo tài khoản mới rồi thế là chương trình đưa chúng ta được vô giao diện bên trong luôn đây xác nhận lại có nghĩa là gì chúng ta thích là chúng ta chọn cái gói trả phí hay là chọn cái gói miễn phí nó nằm ở đây à, chúng ta lưu ý nó nằm ở đây rất là nhiều đúng không ạ rồi tôi chọn là cái gói miễn phí trước bạn đấy ha rồi bấm vào get started đây là một vài cái lưu ý rồi Đến đây thì à, yêu cầu chúng ta nhập vào cái domain nào Thì ở đây các bạn lưu ý là gì Là cái domain senmat.net của tôi ạ. Tôi vừa làm web và làm nhiều dịch vụ rồi Do đó ở đây là tôi sử dụng cái subdomain Các bạn lưu nha Tôi ghi chữ sp. Là có nghĩa là tôi viết tắt để tôi dễ nhớ đó Là passport .senmat.net Đó cái đây là cái domain các bạn đấy này còn cái SP đây là gì là cái subdomain. Có nghĩa là tôi cài cái dịch vụ Spotpot này trên cái subdomain chứ tôi không cài trên domain nên các bạn lưu ý ở chỗ này rồi tôi bấm đăng ký ở đây đó rồi đến đây thì tôi bấm vào smtb các bạn tôi bấm smtb rồi thì toàn bộ cái thông tin này ha các bạn lưu ý là chúng ta phải copy ra một cái file test file notepad chúng ta cắt toàn bộ tài thông tin đó các bạn đặc biệt là cái bọc bắt buộc ở dưới đó rồi tôi bấm continue to dotboard đây đây là vô được cái bên trong rồi thì bây giờ chương trình bắt chúng ta là verify email này, nó mới cho 100 email một ngày này. 100 email một ngày thì quá ít đúng không ạ 100 email một ngày thì quá ít rồi đây là các cái bước mà chúng ta chưa làm này verify này các làm rồi thì nó đánh cái dấu tích màu xanh nhé còn chưa làm được cái ô vuông để chống các bạn lưu ý rồi đó đây verify này cái dòng màu xanh xanh đó nó nói đó có là verify cái email màu này chúng ta đăng ký ở bước trước đó các bạn à, cái email liên hệ a senmat net rồi bây giờ tôi verify đây đó spotbot nó gửi này đã bấm vào cần cho email address bấm vào cần <laughs> thì khi mà bấm vào cần như vậy đó thì chương trình đó nó thông báo chúng ta xác nhận rồi và nó tự động nó đẩy lên 750 đó các bạn thấy đó, đó nó đẩy lên 750 email này một ngày này đấy các bạn lưu ý nha rồi đến đây tôi verify cái domain nó gọi là sending domain đó đây verify thì mặc định ở trong đây thì cái domain nó ghi sẵn rồi à đây câu cảnh báo của nó này nếu mà hai tuần chúng ta tạo tài khoản mà chúng ta chưa có verify sending domain nó tự nó sẽ khóa tài khoản chúng ta rồi bây giờ chúng tôi vô cấu hình ở chỗ này à, đầu tiên đầu tiên là cái này à, đầu tiên là cái record này các bạn để ý ha đây là cái host name này các bạn hãy sức lưu ý cái này là đặc biệt này chúng ta copy từ đầu cho đến cái chữ sb đó cái sb là cái bản sub domain như nãy tôi nói đó các bạn lưu ý đó copy hết cái phần này các bạn lưu ý ha cho nên đó là đây cái domain này là tôi mua ở ở BI Việt Nam này đây tôi chọn TXT để tôi bắt vào đây cột chuẩn V vào đây đó các bạn lưu ý đó từ chỗ đầu cho đến chữ SB trừ lại dấu chấm các bạn thấy ha từ chỗ đầu đến chữ SB luôn trừ lại dấu chấm rồi còn cái phần sau là value là từ chữ V cho đến cuối cùng luôn đó nguyên cái đống dài lòng thòng nó copy bắt vào đây bắt vào đây thế là xong tiếp là đến cái xin cái record là xin thì chúng ta lưu ý là chữ SB hồi nãy là tôi gọi chữ SB các bạn thích gọi cái gì của bạn các bạn gõ cái này là cái đồ men thôi đó rồi tôi gõ đây là phải chọn là xin các bạn lưu ý ha đây là SB rồi đằng sau cái giá trị của nó thì chúng ta copy cái phần này cái lưu chỗ này này còn chôn C chỗ này rồi còn chôn V ở đây rồi chúng ta sẽ bấm lưu cấu hình lại cái đấy như vậy là chúng ta hoàn tất xong cái việc tạo hai cái record là TXT record và CNM record à chúng ta lưu ý đặc biệt là cái TC co rất là dễ nhầm các bạn đấy nha copy từ cái phần đầu cho đến chữ SB thôi chứ không có bị hết các bạn lưu ý rồi thì tới đây thì về nguyên tắc thì chúng ta chờ một chút độ khoảng từ 5 tới 10 phút chúng ta tạo cái co này thì chắc gì đã đã cập nhật trên hệ thống DNS đúng không ạ à tùy cái dịch vụ chúng ta mua đây tôi mua BA Việt Nam ở trung bình 5-10 phút đấy còn vài dịch vụ khác thì chắc các bạn phải chờ lâu để bấm về phải sau khi chờ 5-10 phút rồi chúng ta bấm về phải đó là thấy phải nó đâu có được đâu nó vẫn báo lỗi màu đỏ này nó chưa có được mà đó ba việt nam rất là lâu các bạn thấy không bấm modify đó, mặc dù tôi có tạo đấy chứ đây txt này có tạo hết rồi chứ à, tạo rồi nhưng mà nó chưa cập nhật các bạn để ý ha cái gì co đây nét nó vậy đó nó phụ thuộc vào cái dịch vụ đây nét mà chúng ta mua ở đâu đó ok rồi tôi bấm cnm ở đây luôn các bạn thấy đó ấy, à rồi màu xanh rồi màu xanh tích màu xanh rất là được rồi đó. Được rồi. đó cái T T cũng được luôn rồi. đó như vậy là nó bending nó bending như vậy là gì nó đang phải phải chờ nó xác nhận nó thấy hai cái record đó rồi nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ <laughs> các bạn lưu ý ha nó thấy hai cái record đó rồi nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ đây tôi bấm một sending domain này đó nó vẫn còn bending bending có nghĩa là nó xét duyệt xét duyệt mặc dù hai cái gì cò đó là nó đã thấy rồi cái spotport nó thấy chúng ta tạo rồi nhưng mà nó vẫn bền định cho nên đến cái chỗ này thì chúng ta chờ thôi chứ không còn cách nào khác chúng ta đăng xuất cái tài khoản ra và chúng ta chờ sau đó chúng ta sau 5 tới 10 phút chúng ta đăng nhập vào lại để cho nó xét duyệt thì cái bước này thì tôi cũng đã tạo nhiều rồi thì xui ơi là xui xui lắm thì sao spotport nó không duyệt <laughs> các bạn để thường đến cái chỗ này nó tạo, nó thấy mình tạo được hai cái gì co đó là nó duyệt cho chúng ta thôi đó chứ không chứ không có vấn đề gì hết các bạn lưu ý rồi đây tôi sai out ra chỗ này rồi chờ một chút xíu bạn ha chúng ta bấm login vô lại rồi tôi vô lại cái phần Sending, a à, đây verify rồi đấy các bạn này đó, nó tích xanh rồi đó verify rồi đó rồi tôi vô Sending domain các bạn thấy đó như vậy nó hiện verify rồi đó. Như vậy là nó cho chúng ta active tài khoản lên rồi đó. Xong. Đấy, đến chỗ đây nó hiện cái biểu tị uh, biểu tượng verify này mới được các bạn nhé. Rồi lưu ý. Đó, rồi còn bước cuối cùng nữa là bước là gửi email test thử. Gửi email test thử. Rồi email test đó, thì đầu tiên tôi gửi đến cái Gmail của tôi. Và cái thứ hai nữa là tôi mở cái mail gạch ngang tester các bạn để ý ha, mày phải copy cái email này, mail gạch ngang tester.com, tôi để vào đây, phân biệt nhau bằng dấu phẩy các bạn nhé, đây là cái email mặc định của spotbot thôi, tôi đứng từ spotbot tôi gửi đến hai cái email đó để tôi xem là gì, là cái email nó có đi hay không, email từ hệ thống spotbot nó có đi đến những cái hệ thống mail khác hay không, đó các bạn để ý ha, rồi đây là cái nội dung mặc định thôi, chúng ta sửa không được đâu, chúng ta bấm vào send mail, rồi đó SmartBot nó thông báo là mail đã đẩy đi được rồi đó và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra tôi sẽ mở cái tài khoản gmail của tôi lên tôi mở cái tài khoản gmail của tôi lên đây các bạn xem nhé tài khoản gmail của tôi xem SmartBot nó có gửi tới hay không đó đây tới rồi đây đấy tới rồi đấy các bạn thấy đó rất là rất là hay đúng không ạ rồi bấm mua để xem nội dung bên trong rồi đúng là nó rồi đúng là cái email test hồi nãy rồi đó chúng ta thấy như vậy là chúng ta sẽ rồi tôi sẽ bấm bấm hiển thị từ gốc luôn đó như vậy là ba cái gì sbsd kim và của tôi có đầy đủ hết đó các bạn lưu ý ha rồi rất là dễ còn nếu mà muốn làm chi tiết hơn nữa thì ở cái file video là cấu hình cái mail riêng sử dụng dịch vụ yoho đó tôi sẽ gửi cho bạn luôn đây chấm điểm ở bên mail tester này được 7.8 được 7.8 điểm rồi ở đây là các cái thành phần để nó chống vào spam các bạn thấy đó nó có thấy cái test này. Rồi đây kim rồi. Đó, chúng ta thấy đó. Rồi còn cái ở dưới nó trừ mình một điểm là nó nghi ngờ cái email gửi đi IP nó vô hai cái server chống spam. À nhưng mà bảy điểm trở lên là ok rồi các bạn không vấn đề gì. Đó. Rồi, các bạn thấy. Đây hai email này, email hồi nãy mình gửi đi đó. Đó, là hai cái email mình test hồi nãy đó. Rồi như vậy là đến đây là tôi đã hoàn thành cái bước đầu tiên đó là đăng ký cái dịch vụ spotpot.com các bạn lưu ý đăng ký như thế này là hoàn tất có nghĩa là mình phải verify được cái domain rồi sau khi cái bước này chúng ta thấy đây tôi vô cái phần là khi đó đây toàn bộ cái thông số đó này tôi sẽ mang qua là senmat các bạn để ý ha tôi mang qua senmat đây ibi key chúng ta tạo ibi key mới cũng được tạo cái key mới là cái key mới là cái password luôn các bạn để ý nha bắt buộc này mai để chúng ta cấu hình trong SBE, SMTB đó. đó chúng ta có tên chúng ta chọn một select all đây và chúng ta chọn là add new còn như cái key ban đầu đó là hệ thống nó tạo ra là tôi như nãy tôi nhắc là tôi đã lưu ở trong cái file test rồi còn nếu mà mình quên mình chưa lưu thì đến đây mình tạo một cái key khác